Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin nóng Sài Gòn phát sóng hôm nay ngày 18 tháng 12. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản ủng hộ phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường nhánh xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1, trong đó có việc lập bãi giữ xe máy trên 3 tuyến. Theo đó, 3 tuyến đường sẽ được bố trí bãi giữ xe hai bánh trên lòng đường bao gồm Mạc Thị Bưởi đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ và đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu, Hải Triều đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi lớp 10 năm học 2024 sẽ thay đổi toàn bộ quy trình xét tuyển. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở rút kinh nghiệm của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh nhiều quy trình trong xét tuyển tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế, đáp ứng tối đa nhu cầu về chỗ học công lập cho học sinh. Bất ngờ, thích thú, háo hức là cảm xúc chung của nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh khi đến vui chơi ở nhà thờ Giáo xứ Bình An Thượng ở đường Phạm Thái Hiển, quận 8. Khi nơi đây hàng đêm đang có những cơn mưa tuyết. Được biết, máy tạo tuyết nhân tạo được nhà thờ Giáo xứ Bình An Thượng lắp đặt từ đầu tháng 12. Mỗi tối máy hoạt động phun tuyết từ 19 đến 21 giờ để phục vụ cho người dân vào check-in và vui chơi dịp Giáng sinh. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, hình hai tuyến đường kết nối 3 huyện phía Bắc của tỉnh Bình Dương là huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và huyện Bầu Bàng đang ngày càng hình thành rõ nét. Tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các địa phương thực hiện nhanh việc thỏa thuận đền bù giải tỏa để có mặt bằng cho các đơn vị thi công. Dự án có chiều dài gần 48 km, chiều rộng 6 làn xe chạy với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Hiện, một số đoạn vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, khó khăn nhất của dự án là vướng mắc trong vấn đề thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, tại chợ An Đông, quận 5, chợ xỉ quần áo lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, một số tiểu thương đang quay video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội livestream để tiếp cận thêm nhiều tệp khách. Việc chuyển đổi cách thức bán hàng đã bước đầu đạt được hiệu quả. Cô bán ở trong chợ này là mấy chục năm rồi, nhưng mà tại vì dịch bệnh vô chợ rất là vắng, cái sau đó rồi cô thấy người ta làm YouTube, người ta bán có rất là khả quan. Trong lúc cô cũng hồi xưa có thương hiệu nhiều thì cô cũng phải tiến lên, cô làm YouTube cho mọi người biết là mình còn ở chợ này thì họ đến với mình trở lại mua cho cô. Từ đầu năm tới giờ thì nói chung là các tiểu thương của chợ cũng cố gắng, cũng chủ động để mà thay đổi cái cách bán hàng. Thì chợ An Đông là chợ xỉ nổi tiếng của thành phố. Hiện tại thì một số các anh chị tiểu thương ở đây cũng chủ động để tìm thêm những cái kênh bán lẻ, thì bằng cái hình thức là chụp hình sản phẩm rồi quay clip các sản phẩm rồi sau đó là đưa lên YouTube, đưa lên TikTok. Rồi ngoài ra thì cũng có một số anh chị tiểu thương người ta cũng trực tiếp livestream bán hàng tại tại ngay sạp của họ. Ban quản lý thì cũng hỗ trợ cho các cái tiểu thương theo cái góc độ là ban quản lý có làm việc với lại cái người sáng tạo là những kênh mà chủ YouTuber á, thì những anh này cũng có sẵn cái lượt view rất là cao, thì các cái tiểu thương họ cũng có cái kết nối với lại cái anh này để chủ động họ làm những cái clip họ giới thiệu các sản phẩm ngay tại quầy sạp của họ để giới thiệu đến khách hàng trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.